Cô chào các em. Và theo như phân phối chương trình thì trong tuần 9 này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Và trong tiết này cô sẽ hướng dẫn ôn tập cho các em để chúng ta có kiến thức thật tốt làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. Về hình thức kiểm tra, các em học sinh sẽ làm trắc nghiệm trên trang Google Form và số câu sẽ gồm 20. Phần sử sẽ là 12 câu, phần địa sẽ có 8 câu và thời gian làm bài của các em diễn ra trong 45 phút. Nội dung kiểm tra học kỳ 1. Trên đây là tất cả những bài sẽ thuộc nội dung kiểm tra học kỳ. Bài 3, nguồn gốc loài người, phần 1 La Mã, quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Bài 4, xã hội nguyên thủy sẽ gồm có 2 phần. Phần 2 La Mã, tìm hiểu đời sống vật chất của người nguyên thủy. Phần 3 La Mã, đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Bài 5, quá trình chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Phần 1 La Mã, sự xuất hiện công cụ lao động bằng kim loại. Phần 2 La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Bài 6, Ai Cập cổ đại. Phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Bài 7, Lưỡng Hà cổ đại. Phần 3 La Mã, tìm hiểu những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Sau đây cô sẽ hệ thống lại cho các em những nội dung trọng tâm, phần ghi bài mà ở những bài trước cô cũng đã có trình chiếu. Bài 3, nguồn gốc loài người. Bài 4, xã hội nguyên thủy. Bài 5, quá trình chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Bài 6, Ai Cập cổ đại. Bài 7, Lưỡng Hà cổ đại. Như vậy, cô đã hệ thống lại tất cả những nội dung ghi bài trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Và cô yêu cầu các em sẽ xem lại những bài giảng môn sử có nằm trong nội dung ôn tập trên trang YouTube của nhà trường. Bởi vì đây là những kiến thức trọng tâm. Tuy nhiên, trong bài kiểm tra, ngoài kiến thức trọng tâm thì cô còn có những câu hỏi liên quan đến những nội dung mà cô đã giảng dạy. Chính vì vậy, các em muốn làm bài được điểm cao thì các em cần phải xem lại thật kỹ những bài giảng có trong nội dung trên trang YouTube của nhà trường. Và trước khi làm bài, cô yêu cầu các em chúng ta cần phải đọc thật kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi này sẽ thuộc nội dung kiến thức của bài nào. Cô chúc các em chúng ta làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 có kết quả thật tốt. Cô chào các em.